Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện đức tin tựa đề Tài năng không sử dụng. Tại làng kia, một người chủ làng có ba người con trai, mỗi người có một khả năng đặc biệt. Đứa lớn nhất có tài trồng cây olive. Anh ta biết rõ cách trồng, cách săn sóc. Dân làng thường dùng dầu olive để trao đổi các thứ khí dụng và vật liệu khác, cho nên tài của anh rất quan trọng. Đứa con thứ hai có tài nuôi chiên. Nếu chiên bị đau, nó biết cách chữa trị cho chiên chống bình phục. Vì vậy, tài anh ta cũng rất quan trọng. Đứa con thứ ba có tài múa hát. Một khi dân trong làng bị điều không may hoặc có chuyện buồn, thì anh dùng tài múa hát của mình đem lại sự yên ủi, niềm vui, sự hy vọng và sức sống trả lại cho họ. Tài của anh cũng rất quan trọng. Một ngày kia, vị chủ làng có việc phải đi xa. Ông kêu ba đứa con đến căn dặn: "Này các con, dân làng hoàn toàn nương dựa vào các con trong khi ba đi vắng. Các con có những tài năng đặc biệt. Hãy sử dụng cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Cha muốn khi quay trở lại sẽ nhìn thấy dân làng hạnh phúc hơn và dư dật hơn." Và người cha ôm hôn từng đứa con rồi ra đi. Mọi sự trải qua cách tốt đẹp cho đến khi mùa đông đến. Mùa đông năm ấy rất lạnh. Dân làng chưa bao giờ trải qua một mùa đông lạnh như vậy. Các cây olive đều bị khô. Người con lớn biết rằng cần phải lâu lắm những cây này mới hồi phục được. Thế rồi mùa đông kéo dài. Dân làng không còn đủ củi để sưởi. Họ kéo nhau đến nài nỉ người con lớn đốn các cây olive để sưởi. Lúc đầu anh ta nhất định không chịu. Nhưng sau đó anh đồng ý vì anh nghĩ thật là ngu dại nếu lo cứu những cây olive mà để mất dân làng. Lúc bây giờ băng tuyết phủ trùm cả ngôi làng, khiến những lái buôn không thể đi ngang qua vùng đó. Vì vậy dân làng không có thức ăn. Họ đến nài xin người con thứ hai giết những con chiên để làm thịt ăn tạm qua mùa đông. Đứa con thứ hai trả lời: "Tôi là bác sĩ chữa bệnh cho chiên, làm sao tôi nỡ giết chiên được?" Nhưng dân làng cứ tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng người con thứ hai cũng đồng ý, vì anh nghĩ thật ngu dại nếu ta lo cứu sống chiên mà để dân làng bị chết vì đói. Nhờ vậy dân làng có đủ củi sưởi và có đủ thức ăn trên bàn. Nhưng rồi sự ảm đạm của mùa đông làm dân làng dao động và xuống tinh thần. Họ mất hết mọi hy vọng, nên cuối cùng từng gia đình rời làng đi tìm chỗ tốt hơn để nương tựa. Khi mùa đông trở lại, người chủ làng trở về lại làng xưa. Ông thấy ngôi làng thật vắng lặng, chỉ ống khói nhà ông là có khói mà thôi. Ngạc nhiên và bối rối, ông chạy vội về nhà gặp ba người con và hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Các con đã làm gì cho dân làng vậy?" Người con cả đáp: "Xin cha thứ lỗi, con đã không sử dụng ân tứ của mình. Dân làng bị lạnh mà không có củi sưởi, nên họ nài xin con cưa các cây olive xuống và làm củi để sưởi. Và con đã nghe lời họ, bây giờ con không còn xứng đáng là người trồng olive nữa." Đứa con thứ hai thưa: "Xin cha đừng giận con. Trời lạnh quá nên các con chiên hầu như bị đông đá. Trong khi dân làng không có thức ăn, vì vậy con đã giết chiên để nuôi họ. Tài năng của con không còn được sử dụng nữa." Người cha từ tốn: "Hai con đừng buồn. Mặc dù dân làng không hạnh phúc hơn, không giàu có hơn, nhưng hai con đã làm hết khả năng mình để giúp họ. Con đã sử dụng nó một cách khôn ngoan. Các con đã cố gắng để cứu họ. Nhưng nói cho cha biết, tại sao họ lại bỏ làng đi nơi khác?" Mắt hay, người anh quay sang đứa con thứ ba. Người này nói: "Mừng cha trở về. Làng mình gặp mùa đông khắc nghiệt, không đủ củi để sưởi, không đủ thức ăn. Con không thể nào múa hát trong hoàn cảnh đó được. Bên cạnh đó, con muốn dưỡng sức để sẽ đón mừng cha trở về với một điệu múa hát với tất cả tài năng của con." Người cha bảo: "Ngôi làng đã trống vắng, lòng ta cũng vậy. Con hãy múa một bài để làm cha vui tươi trở lại." Nhưng khi đứa con thứ ba đứng lên, nó run run và rồi ngã xuống. Chân nó bị tê và sưng vì ngồi lâu và đã lâu rồi không sử dụng tài năng của mình, nên bây giờ đôi chân của nó không còn xứng hiệp cho việc múa hát nữa.
Người cha buồn bã và tức giận nói với nó, làng của chúng ta từng là một ngôi làng mạnh. Họ có thể vượt qua sự thiếu thốn về củi, về thực phẩm, nhưng không thể thiếu mất hy vọng được. Bởi vì con đã không sử dụng tài năng của mình một cách khôn ngoan, nên khiến họ bị mất đi niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nên đã bỏ làng ra đi. Bây giờ làng ta trống vắng, còn con thì bị bại liệt. Sự hình phạt đã giáng trên con rồi đó. Và sau khi nói những lời đó, ông ôm cả ba đứa con và khóc. Câu gốc suy gẫm: tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ chẳng bị rúng động. Cho nên lòng tôi vui vẻ, miệng lưỡi tôi vui mừng, và thân xác tôi cũng nghỉ ngơi trong hy vọng. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 25 và 26. Amen.